Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bốn đạo tràng ở Tây Phương, Mỹ và Gia Na Đại. Bốn đại Bồ Tát đến phương Tây để hoằng dương Phật pháp, giúp đạo Phật phát triển rực rỡ. Ở Trung Hoa có bốn đạo tràng. Thứ nhất, núi Ngũ Đài tại tỉnh Sơn Tây là đạo tràng của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Thứ hai, núi Nga Mi tại tỉnh Tứ Xuyên là đạo tràng của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thứ ba, núi Cửu Hoa tại tỉnh An Hội là đạo tràng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thứ tư, núi Phổ Đà tại tỉnh Chiết Giang là đạo tràng của ngài Quán Âm Bồ Tát. Bây giờ ở Mỹ và Gia Na Đại là hai nước lớn có bốn đạo tràng thuộc về Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Đây là căn cứ địa để hoằng pháp. Thứ nhất, Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tôn Quán Thế Âm Bồ Tát làm chủ, Địa Tạng Bồ Tát làm phụ. Ở Los Angeles là đạo tràng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, tôn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát làm chủ, Quán Thế Âm Bồ Tát làm phụ. Thứ ba, tại Seattle là đạo tràng của Phổ Hiền Bồ Tát, tôn Phổ Hiền Bồ Tát làm chủ, Văn Thù Bồ Tát làm phụ. Thứ tư, tại Vancouver là đạo tràng của Văn Thù Bồ Tát, tôn ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm chủ, Phổ Hiền Bồ Tát làm phụ. Bốn đại Bồ Tát đến phương Tây để hoằng dương Phật pháp, giúp Phật pháp phát triển rực rỡ. Mỗi người ai tin Phật giáo thì có thể tiêu trừ tham sân si. Không tham, không sân, không si thì tâm địa sẽ sáng suốt, thế giới sẽ hòa bình, mãi mãi không còn chiến tranh nữa. Những ai muốn triều bái Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thì mời tới Vancouver, nếu muốn triều bái Phổ Hiền Bồ Tát thì mời tới Seattle. Nếu muốn triều bái Quán Thế Âm Bồ Tát thì mời tới Vạn Phật Thánh Thành. Nếu muốn triều bái Địa Tạng Vương Bồ Tát thì mời tới Los Angeles. Hy vọng các Phật tử có tâm kiên thành, cung kính, triều bái tứ đại Bồ Tát và dụng công tu học Phật pháp. Ha ha ha, 闻三摩地所。